Nói xong Ông này ông khéo lắm chị. Ông đánh tâm lý được. Lúc đó kỷ niệm quen nhau hay anh nhớ cái ngày gặp nhau gì đó. Hôm đó anh không gọi gì hết. Cái hôm sau ngủ dậy thì em thấy có người gửi món quà tới. Là một cái hồi đó anh nít anh thích con chuột hamster. Đến buổi chiều ảnh mới nhắn em là em ra trước đi. Cái nhìn xuống, trời ổng đang đứng ở dưới. Để xuống ổng đưa cho em món quà. Cái ổng kêu là em lên thay đồ này đi rồi đi ra đây với anh. Xong em lên, trời tặng nguyên bộ váy, đồ trắng, đồ lịch sự lắm. Xong ổng dắt em đến cái nhà hàng có ban nhạc nữa chị, có ban nhạc đến. Tự nhiên cái hát tặng game bài. Rồi tự nhiên cái gì cũng nhùi luôn. Có nghĩa là lúc đó là dứt khoát cái tình cảm luôn đó, đúng không? Lúc đó em là gọi là gục ngã luôn đó, đúng không? Dạ là đúng rồi. Của Twist giống như là tự nhiên mình cảm thấy là đây mấy người cho mình cảm thấy là thoải mái dễ chịu nè. Thời điểm đó em coi phim Hàn cũng nhiều. Rồi sau bao lâu thì tụi em quyết định làm đám cưới với nhau? Đám cưới là phải 5 năm sau. Mấy năm sau luôn hả? Dạ. Vậy thì lúc nào mà em quyết định em? Và lần đầu tiên em xin chào anh Quốc Thuận cũng như là chào chị Hồng Vân. Và chào quý khán thính giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Mọi người sẽ có những phút giây thư giãn trong chương trình Vợ Chồng Son. Nói nghe nè, hai anh em mình đã gặp nhau ở đâu rồi phải không nè? Dạ, có lẽ anh em mình đã gặp nhau với lại những cái chuyến mà lưu diễn trong nước cũng như là nước ngoài. Nói gì em là ca sĩ đúng không? Dạ. Rồi, hẹn chi nó quen á chị. Rồi, mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trường Huy và em đi hát với nghệ danh đó là Huy Kid. Hiện tại thì em vẫn đi hát đều, cũng như là phụ thêm bà xã em trong công việc kinh doanh. Rồi, mời em giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Việt Hà, em năm nay 33 tuổi. Nghề nghiệp của em là em đang theo lĩnh vực kinh doanh ăn uống và tổ chức sự kiện. Tụi em ở Sài Gòn, mà quê của bà xã em ở Bảo Lộc, mà làm thì ở Phan Thiết. Ủa rồi sao? Rồi ai coi sóc cho tụi em ở trên đó? Có dạ, người tụi em có đội ngũ nhân viên cũng như là đội ngũ quản lý. Mà Huy là ở thành phố, là chính là dân thành phố đúng không? Dạ em ở Sài Gòn. Vậy thì làm sao cua được cô gái này đây? Chắc là đi hát, có lẽ là cổ đi coi và cổ mến mộ. Anh xin chữ ký rồi ông thấy tao đẹp cua luôn đúng không? Anh nói đúng rồi. Em nhớ là Huy lúc đó là mùng 3 Tết. Em ở Sài Gòn và được bà Xô mời về Bảo Lộc diễn tại một cái phòng trà tại Bảo Lộc. Thì bà xã em lúc đó là về quê cùng với lại một số anh em bạn bè rồi đi đến phòng trà đó ngồi coi. Thì em đứng ở trên em hát. Thì khi mà em hát xong thì em thấy một bạn nhân viên, bạn cầm một tờ giấy là đến nói là: anh ơi, có khách muốn gặp anh để mà hỏi chút nói chuyện xíu thì anh có thể xuống được không? Em nói ok liền. Khi mà em xuống xong thì em gặp lúc đó thì nhìn bà xã em bầu bỉnh lắm, tròn tròn, nhìn múp múp lắm. Thật sự thì lúc mà gặp bà xã em á, cái em cảm thấy mình có hơi xao xuyến chút xíu. Bởi vì nhìn lúc đó tin lắm. Lý do gì mà em lại thích bạn này mà em không thích một ca sĩ khác? Không phải chị ơi, oan cho em lắm. Có nghĩa là cái hôm đó là mấy anh của em mới tự lấy giấy viết xong rồi mời lên luôn. Đó. Thôi lỡ rồi mình cũng ngồi nói chuyện rồi ảnh xin số phone em cũng đồng ý luôn. Khi mà em xuống ngồi nói chuyện hồi xong thì bắt đầu là em cũng phải đi về Sài Gòn thì bà xã em ở lại Bảo Lộc. Thì trên đường đi về tụi em nhắn tin với nhau. Chồng em ga lăng lắm, nhắn được khoảng chừng 2 tin thôi. Rồi chồng em sẽ nhắn thêm một tin nữa là: em ơi, gọi điện thoại lại cho anh nha. Anh không chịu gọi mà em gọi. Em nói trời ơi, sao mà ga lăng dữ vậy trời. Mà em cũng gọi. Dạ trai, thấy chưa? Sao? Rồi em có hỏi tại sao anh không điện cho em mà bắt em điện cho anh? Có, em cũng hỏi. Rồi tại đến em thẳng lắm. Em hỏi luôn. Cái anh kêu điện thoại em bị hư rồi, nhắn tin gọi không có được. Nhưng mà anh nói thiệt nha. Dạ. Em có thích mấy cái bạn trai mà làm ca sĩ không? Nói thiệt lúc nha. Lúc đó em chưa thích. Tại lúc đó em có bạn trai rồi. Anh về Sài Gòn rồi, em thì ở dưới quê. Xong rồi mấy ngày sau em lên. Tại vì em học ở Sài Gòn. Thì ảnh tự nhiên cũng nhắn tin rủ em đi chơi. Mà nó phải thật là bạn trai em ở xa. Tới lúc quen là em chưa biết có bạn trai. Thật sự em không biết, không biết luôn. Giấu kỹ lắm. Nhưng mà hôm đó là đi chơi đâu? Bữa đó em gọi gan em rủ bà xã em đi chơi xa một tí. Đi cỡ cũng được Vũng Tàu thôi à. Thì em không nghĩ là bị cắn ớt. Cắn ớt là sao? Cắn ớt là có nghĩa là đi gài bả rồi nhưng mà cuối cùng không làm được gì đó.
ông rủ em đi chơi, mà hồi đó em cũng nhỏ, em thích đi chơi lắm. Mà có người chở mình đi Vũng Tàu, em thích lắm. Cái em nói dạ đi. Buổi chiều cũng đi biển, đồ chơi, đồ nghe cô ga lăng lắm chị. Em thích cái gì là mua cái đó cho em. Xong cái tối, nó nói giờ mình đi ăn. Xong rồi ông kêu, hay mình ăn ốc, em nói cũng thích. Cái ông kêu ngồi đây mà uống rượu đồ ít ít là vui lắm. Em nói lãng mạn ngồi nghe hàng dương gió. Em nói dạ cũng được, anh uống được là em uống được. Trời ơi, ổng uống được chắc chừng 2 ly à. Có phải là ổng ngồi ổng im lặng vậy nè chị. Ổng nói chuyện vậy chứ. Lạnh quá, đổ nhẹ. Ok, lạnh quá. Là uống nữa không? Uống uống em, ổng uống chừng thêm ly nữa thôi. Là em thấy ổng muốn té xuống. Say xỉn quá cần câu. Đổ uống đô nhẹ quá vậy. Đi về chỗ hổ chị. Về đến phòng một phát lăn đến sáng luôn. Lăn luôn luôn. À, là cắn đớt là vậy đó hả? Em là em không biết uống rượu uống bia gì hết luôn á, thật sự á. Thật ra là trong ý định là muốn gài đúng không? Thì là có ý đồ. Nói chung là muốn ăn hèn mà ăn không được, giờ ăn ớt rồi sao chứ. Nói chung là thức dậy cái cảm giác ăn như thế nào? Bức bối khó chịu, cắn rứt lắm. Không biết em lúc đó là sao chứ, không thấy mình vô dụng. Nhưng mà cái đêm đó là em thấy thì sao? Cái tính của em giống chồng em, uống vô cái muốn ngủ không à. Dạ, thật ra đô của em thì cũng không có hơn ổng mấy. Em nói trời, ổng này không có ý đồ gì luôn á. Rồi đi chơi mà mua, hồi đó thích cái gì mua đó là nó thấy hơi hơi chịu chịu rồi đó. Rồi, rồi dạ. Nhưng mà đến bao lâu thì em mới biết bạn gái em là có bạn trai? Đến khi mà em tổ chức sinh nhật cho bà xã em, cùng với lập số người bạn bè cũng ít thôi. Bà xã em có một cái tin nhắn của bạn trai cũ, nói là em về nhà đi, anh cho người đem tặng em một chiếc xe, thời điểm đó là xe đi lăng và SH á. Đi lăng luôn. Dạ, đi lăng đó là ôi, màu đỏ bạc đô mới cáo cạnh luôn. Trời xe đúng là mắc lắm đó nha. Đúng rồi, đúng rồi. Bà xã đưa tin nhắn cho anh coi, cho em coi, thì em mới nói là thì tùy em quyết định thôi chứ anh tổ chức cho em ở đây anh cũng thấy rất là vui hạnh phúc, thì em cảm thấy như thế nào thì tùy em. Nói thôi chứ lòng đau lắm đúng không? Không phải. Anh nói với em là tùy em, nhưng mà anh cũng có thể mua cho em được. Giấu. Mà đang cái sinh nhật mình đâu có về được đâu. Lúc đó là cái bạn trai cũ đó là vẫn đang ở xa luôn. Dạ ở xa. Xong đó khi đó về thì em im lặng. Em im lặng chắc cũng một tuần hả? Một tuần thì lúc đó. Im lặng với bạn này hay là im lặng với bạn kia? Dạ im lặng với anh này. Tại bạn vì này. Lúc đó bạn trai em cảm thấy có vấn đề rồi. Nên bạn trai em đi về. À là về gặp em. Dạ đúng rồi. Thì có một hôm em đi với bạn em về. Thấy người ngồi đậu cái chỗ mấy ông xe ôm á chị. Nằm vắt lên cái xe vậy. Ngồi chờ đợi đó. Anh hiểu cái cảnh mà xe ôm mà chờ khách đúng không? Nằm mà hai tay gác lên trên nè. Mà để canh đó phải không? Để canh. Thì em nghi rồi. Tức nghĩa là thấy mà gọi mà không được. Khi mà em đợi vài tiếng hồ xong, có bắt đầu cô này và người bạn đó chạy về chạm mặt nhau. Em nhìn thấy con này trước mà lơ em. Rồi xong rồi khi mà người ấy đưa bà xã em về tới nhà rồi, người ấy đi ra ngoài đầu hẻm tới em chạy vô. Người ta thường là đấu trí đấu sức, còn mình là đấu đuối. Đấu có ai đuối hơn. Ngồi lúc đó là chắc từ 12 giờ đến 5 giờ sáng. Em biết em ngồi, em ngồi mà đó luôn á hả? Em ngồi không ngồi có cho em lên ngủ luôn gì, có nghĩa là ngồi đó để mà em nói chuyện. Em tức giống như là em cho đỡ tức người mình lầy luôn. Nhưng bạn kia vẫn ở ngoài đầu hẻm chờ. Ngoài hẻm một lát cũng dạ. Nổi đi về trước. Còn cuối cùng thì sao hả? Cuối cùng thì hai đứa dẫn nhau đi lễ. Hai đứa em được có đạo đi nhà thờ năm sáng. Thì lễ sớm nó vô khoảng chừng được chừng 15-20 phút thôi. Quá mệt đi về ngủ. Thì về lúc đó em sẽ chở bà xã em về, thì mạnh ai nó về thôi. Thì tiếp theo sau đó thì bà xã em mới suy nghĩ sao không biết, em mới muốn gặp để mà nói một lời. Xong ông này ông khéo lắm chị, ông đánh tâm lý được. Lúc đó kỷ niệm quen nhau hay ảnh nhớ cái ngày gặp nhau gì đó, hôm đó anh không gọi gì hết. Cái hôm sau ngủ dậy thì em thấy có người gửi món quà tới. Là một cái hồi đó anh nít em thích con chuột hamster. Đến buổi chiều ảnh mới nhắn em là em ra trước đi. Cái nhìn xuống trời, ông đang đứng ở dưới. Để xuống ông đưa cho em món quà, cái ông kêu là em lên thay đồ này đi rồi đi ra đây với anh. Xong em lên trời, tặng nguyên bộ váy, đồ trắng, đồ lịch sự lắm. Xong ông dắt em đến cái nhà hàng, có ban nhạc nữa chị, có ban nhạc đến. Tự nhiên cái hát, tặng game bài.
trời, tự nhiên cái gì cũng nhùi luôn. Có nghĩa là lúc đó là dứt khoát cái tình cảm luôn đó, đúng không? Lúc đó em là gọi là gục ngã luôn đó, đúng không? Dạ đúng rồi, của Twist giống như là tự nhiên mình cảm thấy là đây mấy người cho mình cảm thấy là thoải mái dễ chịu nè. Thời điểm đó em coi phim Hàn cũng nhiều. Rồi sau bao lâu thì tụi em quyết định làm đám cưới với nhau? Đám cưới là phải 5 năm sau. Mấy năm sau luôn hả? Dạ. Vậy thì lúc nào mà em được ăn thịt mà em không bị ăn ớt nữa? Đây thì tự nguyện. Bữa đó em cũng rủ đi, nhưng mà trong lòng em cũng nói là thôi, bây giờ mình cứ tấn công hoài mà không được đáp hoài thì cũng ấy lắm thôi. Thì nào mà tự gợi ý rồi mình đi, đúng không? Tại lúc đó đi chơi là phải trễ. Nếu mà cứ ngồi ở đây nguy hiểm, có gì vô đó nói chuyện xíu thôi. Nếu mà anh hứa anh làm gì là anh sẽ là con cún. Khi em cũng tin. Xong rồi sáng hôm sau, ông sổ luôn vậy. Tôi thà làm cún rồi. Ăn ớt nó cay lắm. Cưới nhau được mấy năm rồi? Dạ em cưới được 6 năm rồi. 6 năm rồi. Dạ. Lúc mới lấy nhau về thì bắt đầu có lòi tật xấu ra không? Có nghĩa là còn ngọt ngào say đắm đó. Nữa không? Chồng em là vô tâm kinh khủng, suốt ngày bấm điện thoại, cuộc đời của này coi tivi, vô toilet là 1 tiếng 2 tiếng mới ra. Mà em thì hãy nhõng nhẽo vào giận hờn khóc là bắt đầu hả, ông kêu là nín đi đừng khóc nữa. Quay qua, ổng ngủ tiêu. Vô tâm. Hoài như vậy luôn. Coi như là vô tâm. Riết giờ em tự khóc tự nín luôn. Em không cần dỗ nữa. Mê màn hình, mê toilet hơn mê vợ. Dạ đúng. Rồi sao nữa? Có thật thà không? Riêng chuyện tiền không có thật thà với em. Trời ơi, giấu giếm kinh khủng luôn. Tiền á, đi làm như vậy mà cái tiền nào mình biết á thì mới công khai thôi. Còn những tiền này em không biết là ổng cứ nói là không có. Thì em cũng, mà cái tính của em này em cũng không có hỏi nhiều. Cái có hôm á, lúc mà cưới xong á, hai vợ chồng á mới để dành được tiền đi mua xe. Thì lúc đó em hai vợ chồng chỉ để dành được đủ tiền để mua cái xe, mà lúc cái xe đó nó có 2-3 phiên bản thôi. Thì lúc đó là chỉ có tiền mua cái phiên bản thứ hai thôi. Còn cái phiên bản thứ ba là phải thiếu 100 triệu nữa. Phiên bản cao cấp nhất. Dạ. Thì em mới nói thôi, bây giờ không có đủ tiền, thôi mua cái phiên bản thứ hai. Em tính là ngày mai đi lấy xe rồi. Tối về, ông không ngủ vậy, ông chằn chọc, ông suy nghĩ sao á. Cái ông bật dậy, ông kêu, em, anh nói cho em nghe, ngày mai đi lấy xe đó đi. Em nói, chờ tiền đâu lấy. Cái ông kêu, anh có 100 triệu. Lúc đó mới lòi ra cái nghĩ đen. Trời, lúc đó em giữ bình tĩnh dữ lắm chị. Em mới nói, ủa đâu ra anh có. Cái ông mới kêu là tiền anh đi diễn á. Xong rồi anh cất rồi. Cất riêng đúng không? Đó, mà lúc đó em không dám la ổng nữa. Em sợ em la là lần sau á ổng giếm luôn, ổng cho em biết. Đến bây giờ là giếm tiền, quỷ đen. Quỷ đen. Rồi, bây giờ còn... sao? Bây giờ sao? Bây giờ còn... Bây giờ chắc còn... nhiều lắm luôn á. Mà ổng giấu cho em biết á. Làm gì có. Bây giờ là còn đặc xấu gì nữa không nè? Vô cùng sống ảo luôn. Trời ơi, đi đâu cũng hả? Em sống ảo đúng mà, đâu có sai đâu. Cái tính của em á là em không có thích chụp hình rồi up Facebook rồi này này kia kia đâu. Nói chung là cái tính em đi vợ chồng vậy là chỉ cần chụp hình làm kỷ niệm là được rồi, không cần khoe. Mà ổng cứ hả, đi một ngày là 80 cái status. Chụp hình nhưng mà có kêu là... gọi người ta comment không? Coi như là sống ảo. Dạ không, tự lấy máy em comment luôn. Là ảo lắm luôn á, ảo diệu luôn rồi đó. Không, cái tính em muốn vô tư thôi. Giống như là mình đi chơi thì vợ chồng đi du lịch cùng nhau thì đi đến đâu thì cũng muốn post lên để làm kỷ niệm, nhiều khi Facebook mình nhắc lại nữa. Chứ thật sự sống ảo thì phần nào đó thôi. Nhưng mà ở trong nhà đó, những cái việc nặng nhọc, những cái việc quan trọng là ảnh có chia sẻ với em không? Dạ, những việc mà nặng nhọc á là thợ làm, còn những cái việc mà nhẹ nhàng á thì là em nhờ là... thì ảnh đang thôi tội nghiệp quá, để chồng kể em đi. Em không có đụng vô mấy cái điện ống nước này nọ, tại em đụng đâu thì đó. Thợ làm đó, bảo vệ đó. Dạ. Em xã em có thật xấu gì không? Trời, nhiều phải nói chứ, nhiều lúc em muốn đi ăn sáng mà không đi được, bởi sao ngủ từ tối đến đêm 12 giờ trưa mới dậy. Cái em nói trời, em làm sao mà em ngủ ít lại, ngủ nhiều quá là ú như heo luôn rồi sao coi được. Em biết rồi, biết rồi, mà ngày mai thì cũng là ngủ tiếp. Thôi bỏ qua anh này được không? Ngạt quá đi, thôi bỏ cái này đi. Ngủ nhiều. Hay quên, nhiều khi một phần quỷ đen của em cũng nhờ bả giặt đồ tiền moi ra nhiều lắm.
Tiền bỏ túi này túi kia giấu đó, nhiều khi quần á đôi khi em bỏ vô máy giặt em gom cái tặc em, nhiều khi rồi đem bỏ gì vô em phải móc ra coi nhiều cái giấy tờ quan trọng hay là tiền, nhiều khi gom lại cứ lúc mở ra được vài triệu luôn cũng chừng. Trời ơi, quên luôn. Gọi gì nữa nè, có hay ghen không? Bà gì nè, ghen trời, ghen rồi khỏi nói rồi. Lúc mà chưa cưới nhau thì cũng nói, mà khi mà cưới nhau rồi ý em bon chạy trước còn đi xe đó, cứ nhìn hoặc đi đâu mà nhìn thấy mấy cô gái này nọ cái nó nói làm gì mà nhìn người ta dữ vậy, nhìn giống như muốn lé mắt luôn, mà trong khi đó mắt không mà điếp riệp mà lé đừng có thấy ai đâu, chứ căng lên mà nhìn đường muốn khổ lắm rồi. Giờ nói với vợ đi, em mong muốn vợ thay đổi điều gì? Thật sự thì muốn rằng là vợ bớt nóng tính lại, thì vợ rất là nóng tính, đụng việc nhiều khi làm việc á không được như ý á, rất là khó chịu ra mặt luôn. Hãy bớt nóng tính lại, dù gì mình cũng là phụ nữ mà, dịu dàng tí, với lại khen anh nhiều chút. em thích nghe lời khen lắm, nhưng mà không bao giờ khen em. Nhiều lúc là mình cũng tự ái lắm, thật sự luôn. Tủi thân á, tủi thân á. Đúng không? Giống như chỉ cần một lời động viên nhỏ nhỏ thôi là mình cũng có động lực mình làm nguyên một ngày đó chị ha. Còn em mong muốn Vy thay đổi điều gì? Em chỉ muốn là anh sẽ chăm sóc cái bản thân của mình hơn. Rồi có những cái mà thói quen, ví dụ như bớt tivi nè, bớt điện thoại nè, bớt toilet lại, dành thời gian chăm sóc con, rồi chăm sóc vợ, nói chuyện với vợ. Em chỉ muốn như vậy. Chắc chắn cái điều đó là anh sẽ làm rồi. Biết sao không? Nãy chồng em có một cái mong mỏi đó đó, thì chị nghĩ là cũng đúng đó. Đôi khi phải khích lệ chồng. Và chồng có cái gì tốt thì mình khen. Ủa, kiệm gì cái lời nói, kiệm gì cái lời khen đâu, đúng không? Yeah. Mà như vậy nó sẽ tạo một cái động lực rất là tốt. Thì nếu mà như vậy rồi thì chị nghĩ bạn sẽ bớt tự kỷ, sẽ bớt cầm điện thoại, sẽ bớt coi phim. Yeah. Đó, thì chị chỉ mong muốn như vậy thôi. Rồi, xin cảm ơn hai em đã đến đây tham dự chương trình. Chút nữa chúng ta sẽ gặp lại nhau. Yeah. Okay. Cảm ơn chị Hồng Vân.